Em muốn mua trà nở ngày đất để điều trị bệnh gút cho mẹ. Xin hỏi là trà nở ngày đất bán ở đâu và giá bao nhiêu tiền một ký? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, cây nở ngày đất là dạng cây thân thảo mọc sát mặt đất. Loại cây này thì mọc rất là nhiều ở các tỉnh miền Trung nước ta. Cây nở ngày đất thì có công dụng là giúp hạ axit uric và thường được dân gian ta sử dụng trong việc điều trị bệnh gút. Hiện nay thì cây nở ngày đất chủ yếu được dùng dưới hình thức là phơi khô và hãm nước uống thay nước trà hàng ngày, rất là tiện lợi. Trà nở ngày đất thì được chế biến dưới dạng là cắt ngắn, phơi khô nguyên cây, rất là sạch và tiện lợi cho người bệnh trong quá trình sử dụng. Anh sử dụng mà dưới dạng nguyên cây thì sẽ rất là đảm bảo, và bởi vì bạn có thể kiểm tra được chất lượng sản phẩm và phát hiện ra được hàng có bị ẩm mốc hay là mối mọt hay không. Hiện nay thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đang bán trà nở ngày đất dưới dạng cây phơi khô với giá là 150.000 đồng một ký. Nếu như là bạn có nhu cầu cần mua trà nở ngày đất thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.